Sunrise Việt Nam xin giới thiệu chương trình du học hè 12 ngày tại bang Washington, Hoa Kỳ với mức phí ưu đãi chỉ có 2.700 đô. Bang Washington nằm ở phía tây bắc nước Mỹ, giáp với Canada và phía nam giáp với bang Oregon. Bang được đặt tên theo George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Thành phố lớn nhất bang là Seattle. Và có thể bạn chưa biết, Washington là bang có trụ sở chính của Boeing, Microsoft, Amazon hay cà phê Starbucks nổi tiếng. Chương trình du học hè tại bang Washington chỉ nhận học sinh từ 15 đến 18 tuổi và có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Vì chương trình ngoài học còn tham gia các hoạt động workshop, làm việc với các tư vấn, được hướng dẫn cách xây dựng lộ trình học như một sinh viên Mỹ. Đội ngũ tư vấn chính là các giáo viên đến từ các trường cao đẳng đại học trong bang Washington. Các điểm tham quan chính như công viên quốc gia Mariner, Crescent Lake, Harborfront, Seattle Broadway, v.v. Học sinh còn được tham quan trường Đại học Washington, Seattle, các trường cao đẳng Green River, Whatcom và Peninsula College. Các thành phố di chuyển trong chương trình sẽ là Seattle, Auburn, Bellingham và Port Angeles. Chương trình sẽ khởi hành vào tháng 6 và đặc biệt, học sinh còn được vui chơi cùng tuyết giữa mùa hè tại Hoa Kỳ. Tham gia chương trình là bước đệm hoàn hảo cho các bạn có dự định du học dài hạn, đặc biệt là du học Mỹ. Khi tham gia, các bạn sẽ được định hướng cả ngành nghề, chọn trường và tìm hiểu hệ thống giáo dục tại xứ sở cờ hoa. Hãy khám phá bản thân và trải nghiệm 12 ngày tại bang Washington cùng Sunrise Việt Nam. Sunrise Việt Nam chuẩn bị cho bạn một tương lai tươi sáng.